Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh mới tràn xuống chi phối thời tiết khu vực miền Bắc khiến nhiệt độ giảm xuống mức 20 đến 26 độ. Hình thái này có thể khiến cho khu vực tiếp tục mưa rông. Chuyên gia cho biết các đợt không khí lạnh thời kỳ này chủ yếu gây gió mạnh và sóng lớn trên khu vực vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông. Còn trên đất liền, hình thái này chủ yếu gây giảm nhiệt về đêm và sáng sớm. Người dân chưa cảm nhận được cái lạnh rõ rệt vào ban ngày. Theo dự báo, đợt rét đậm đầu tiên tại miền Bắc trong mùa đông năm nay xuất hiện vào nửa cuối tháng 12. Hiện tượng này sẽ xảy ra nhiều hơn vào tháng 1 và nửa đầu tháng 2 năm 2023. Trong khi đó, mưa rông tiếp diễn ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận và Tây Nguyên, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 80 mm. Tại Nam Bộ, thời tiết duy trì kiểu mưa rông về chiều và tối. Từ đêm 21 tháng 11, vùng biển phía Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, cấp 6, có lúc cấp 7, cấp 8, sóng cao từ 2 đến 3,5 mét biển động. Dự báo thời tiết ngày và đêm 20 tháng 11, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, riêng khu Tây Bắc từ 19 đến 22 độ, có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ.